phấn. Four hit. Bạn four hay lắm. Giết nào. Đã xem lại cái quân này, các ông chụp một trận nó bắt đầu so nhanh thật, so như ăn cướp. Đây rồi, bãi quả rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái quả. Không, tôi đang soi máy tẹo. Soi sai, soi quân tẹo nha. Tẹo ơi, soi quân tẹo ơi. Đâu, mang ơi, cho soi quân nào. Rồi, ok. Vâng, Nam là người cầm pan. Pan phô. Cố gắng 3-0 nhá anh em nhá. Băng là người cầm BT. Vâng, Tễu là người cầm Phonix. Ai Phonix? Vâng, Phone anh chém. Chúng ta theo dõi màn hình máy của Tễu thôi. Cố gắng lên đời ngang với bàn là tươi. Về sau thì tốc độ phát triển của Phone nó sẽ lấy số lượng đi chất lượng hitty. Vâng, từ trường Mapla thì hit hay hay gặp bài nghiệp lắm. Cố gắng cái trận đấu này thì hy vọng là Simang bài tươi một tí. Xem mai Simang thời điểm đầu nữa. Kệ ông Phô muốn làm gì thì làm. Đi dò và trả va là gì cả. Chết dở rồi. Vâng, như vậy là bên này sẽ bảo vệ là bài móc binh. Chắc là có voi có quả. Thế bảo là hai heal. Hai heal báo móc binh thì chắc là có thêm bãi quả nữa rồi. Một bài hiêu là bài hiêu hiêu 6, cố gắng đá về nhà chính nhà của mình. Gỗ thì bình thường thôi. Vâng, ép đầu khả năng sẽ đóng cạnh cánh rừng già này, vị trí giữa bản đồ. Cố gắng đá bài hiêu này về, khoảng cách cũng là gần. Vâng, như vậy là bài hiêu đã chuẩn bị về nhà chính rồi, chuẩn bị xả thịt bài hiêu này thôi. Ok. Vâng, vàng thì trong sát mép bản đồ. Nếu như Tễu mà như tìm thấy được thêm một đồ nữa thì sẵn sàng nhường cho Măng một bãi quả ở giữa hai nhà. Không biết là nếu như nhường thì có hy vọng là tìm thấy bãi quả nữa. Vị trí hướng lên phía 12 giờ thì nên nhường cho khỏe hơn. Thêm đồ gì không? Lùa nốt con yêu này về với nhà chính nhà của mình và đóng thêm e. Rồi ok. Vậy bóng nghe rất nhanh rồi, tôi thậm chí còn không thấy cái bóng nghe cơ. Không thấy cái bóng nhà bé Nam Nam season rất đều. Chậm 2 dân thôi. Như vậy là ban season là siêu siêu đều. Có vẻ là bãi quả mở mắt thấy luôn. Phonician ăn gỗ rất nhanh rồi lên siêu đẹp. Bây giờ thì đặt bé tại cánh rừng. Vâng, như vậy là nhường bãi quả nhá. Nhường bãi quả nhá. Sĩ mang sao rồi. Sáu ăn chung với chúng ta. Phá con voi. Khả năng đẩy dơ lên để ăn bẫy kia, ăn bầy hươu phía trên nhanh đi. Đấy con voi tiếp kìa. Thôi đừng phi nó tầm đấy, phi là nó phi hộ nó được làm cái gì đâu. Và như vậy là chúng ta cùng cánh với Nam người cầm Parmesan. Vâng, bãi quả ta đã mắc binh nhất rồi. Hơi sát. Bởi yêu kia thì không biết là Nam đã tìm thấy chưa, nhưng mà Nam đang câu đôi voi với chiếc BS đầu. Kích đời 730. Vâng, kích đời là 730. Bên này thì xi măng anh sẽ được nhường một bãi quả và cạnh đấy là một bầy yêu luôn. Đây rồi, bãi quả rồi. Và quả là 6 cây. 25 dân đến từ game thủ xi măng. Nhả dân chưa nhả dân này. Vẫn chi con dân thứ 26. Ơ có voi luôn. Ơ thế bài măng là bài ổn rồi đấy. Đôi đi được không? Vâng, một voi đơn thôi. Một voi một quả hai hiêu. Ông tám ông mạnh hào đấy. Vé đi, à vé đi.
Vậy luôn được. Vậy luôn cả bên kia nữa. Vẫn chưa có thể kích đời. Ban là đời siêu sớm. Vâng, ban phô. Mười 12 với 23 dân của phô. Ăn vàng nào. Vâng, ngựa giòn 16 cũng có rồi. Như vậy là hai game thủ chúng ta lên đời. Như vậy là 16 lên đời sớm hơn chúng ta một chút. 10 tròn đến từ 16. Rất khéo, vẫn giữ được bay vàng. Đây có bay quả nữa luôn này. Vâng, dường như là chúng ta đã chơi chết con cung tê của đối phương thì phải. Con cung tê của xi măng thì vẫn còn. Gặp bay gỗ cho măng nha. Đấy, bên trên, đúng rồi. Bắn đi. Măng cố gắng đóng Nga và chơi cái bài gom cung bài này. Tiếp tục con tê nữa. Bài phô khỏe quá. Đã lên đời rồi kìa. Thank you.